Lionel Messi ca ngợi Argentina vì đã vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt sau khi để thua ngược trước Ả Rập Xê Út. Đội xếp thứ 51 trên thế giới trong trận mở màn vòng bảng với liên tiếp các màn quật khởi mạnh mẽ sau đó đã giúp Argentina lọt vào trận chung kết World Cup 2022. Một lần nữa, Messi đã truyền cảm hứng trong chiến thắng 3-0 trước Croatia trong trận bán kết. Và sau khi thiết lập kỷ lục lần thứ 25 ra sân trong lịch sử World Cup, cũng như vượt qua kỷ lục của Gabriel Batistuta và trở thành cầu thủ Argentina ghi bàn nhiều nhất tại giải đấu số 1 hành tinh với 11 bàn thắng, Messi hạnh phúc chia sẻ: "Tôi có thể nói rằng trận đấu đầu tiên là một đòn nặng nề đối với tất cả chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã bất bại trong 36 trận đấu trước đó. Khởi đầu theo cách như vậy ở một kỳ World Cup là một đòn đau. Chúng tôi không nghĩ mình sẽ thua Ả Rập Xê Út. Đó là một phép thử khắc nghiệt, nhưng đội hình này đã chứng minh chúng tôi mạnh như thế nào. Chúng tôi đã thắng các trận còn lại. Những gì chúng tôi đã phải làm sau đó là rất khó khăn, vì mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Đó là một gánh nặng tinh thần. Nhưng chúng tôi đã làm được, giành chiến thắng trong 5 trận chung kết. Và tôi hy vọng nó sẽ diễn ra theo cách này cho trận đấu cuối cùng." Cầu thủ 7 lần thắng quả bóng vàng cho thấy sự tự tin hướng đến danh hiệu World Cup đầu tiên. Yếu tố quyết định đưa anh đến vị thế vĩ đại như thần tượng quá cố Diego Maradona, người mà anh tin đang phù hộ đội tuyển. "Trong nội bộ, chúng tôi tự tin rằng sẽ làm được vì chúng tôi biết khả năng của mình với tư cách là một đội. Chúng tôi đã thua trong trận đầu tiên vì những chi tiết nhỏ, nhưng chính điều đó đã giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này. Thật tuyệt khi thấy niềm vui của người hâm mộ ở đây và ở Argentina. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có trong trận chung kết, nhưng cũng cần tận hưởng những gì đã đạt được. Tôi thật sự đang tận hưởng khoảnh khắc này. Chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ trước trận đấu ngay cả sau một trận tứ kết rất dài, một trận đấu không dễ dàng chút nào. Chúng tôi đã mệt mỏi, nhưng toàn đội đã mang hết năng lượng ra sân ngày hôm nay." Màn trình diễn của Messi cũng khiến huấn luyện viên Croatia Zlatko Dalic không tiếc lời khen ngợi: "Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới, nguy hiểm và đầy phẩm chất. Messi có kỹ thuật tuyệt luân và đã trình diễn một màn trình diễn ở đẳng cấp cao. Đó là Messi đích thực mà chúng tôi mong đợi được thấy." Messi đã được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhưng siêu sao dành lời khen ngợi đặc biệt cho Julian Alvarez. Sau khi ngôi sao trẻ của Mercedes trở thành cầu thủ Argentina thứ hai ghi 4 bàn tại cùng một kỳ World Cup khi ở độ tuổi 22 trở xuống, Messi nói: "Alvarez chạy nhiều hơn bất kỳ ai, cậu ấy tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Anh chàng này là cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi và cần xứng đáng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận." Argentina lọt vào trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2014 và đứng trước cơ hội kết thúc 36 năm chờ đợi để giành chức vô địch World Cup. Trận bán kết thứ hai giữa Pháp và Maroc, đội bóng chưa để đối phương sút thủng lưới lần nào tại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào 2 giờ sáng ngày 15 tháng 12, trực tiếp trên VTV3, VTV Cần Thơ. Đa số giới chuyên môn nhận định rằng Maroc dù lợi hại và khôn khéo đến đâu cũng khó lòng đánh bại được nhà đương kim vô địch Pháp.